Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, trẻ biếng ăn dẫn đến còi cọc kém hấp thu, suy dinh dưỡng hay nặng hơn là suy giảm miễn dịch. Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ biếng ăn vào mùa hè? Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin cụ thể được tham khảo trên trang báo Dân trí sau đây. Một vài điều về trẻ biếng ăn mà cha mẹ cần biết Biếng ăn là tình trạng rối loạn ăn uống thường gặp ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi, thường xuyên xảy ra vào mùa hè, trẻ không chịu ăn hoặc ăn ít, ăn không đủ lượng dinh dưỡng cần thiết. Các biểu hiện khi biếng ăn: quấy khóc khi đến bữa ăn, không chịu ăn nhiều loại thức ăn, ngậm thức ăn trong miệng, kéo dài thời gian ăn uống, ăn ít hơn so với bình thường. Tình trạng trẻ biếng ăn kéo dài sẽ dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe như rối loạn tiêu hóa, thiếu máu, giảm mật độ xương và mất cân bằng hormone. thời tiết nắng nóng. Nghỉ hè, nhiệt độ tăng cao, nóng bức khiến cơ thể bé phải cố gắng điều chỉnh nhiệt bằng cách tiết mồ hôi để làm mát cơ thể. Điều này gây mất nước trong cơ thể, dẫn đến giảm cảm giác thèm ăn và bị mệt mỏi. Bên cạnh đó, một số những phiền toái như ngứa ngáy, rôm sẩy, mụn nhọt khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu, giảm sự thèm ăn. <laughs> Dinh dưỡng bị thất thoát khi trẻ bị ra nhiều mồ hôi, lượng dinh dưỡng cũng dễ bị thất thoát ra ngoài, lượng kẽm, sắt, selen bị thoát ra ngoài làm giảm sức đề kháng, khiến trẻ dễ mắc phải các bệnh thường gặp vào mùa hè như thủy đậu, sởi, viêm đường hô hấp, chân tay miệng. Không chỉ vậy, khi thiếu hụt kẽm, sự chuyển hóa của các tế bào vị giác bị ảnh hưởng, gây rối loạn vị giác, khiến trẻ mất cảm giác thèm ăn, ăn không hấp thu. Rối <laughs> loạn tiêu hóa Thời tiết nóng khiến cơ thể trẻ dễ bị mất nước, dẫn đến tình trạng táo bón. Táo bón sẽ khiến trẻ bị đầy bụng, không có cảm giác đói hay thèm ăn. Ngoài ra, trẻ uống nhiều các loại nước ngọt đóng chai sẵn, nước có ga, nước bảo quản lạnh hay các đồ ăn thức uống lạnh cũng sẽ dễ khiến trẻ bị tiêu chảy gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ. Ngủ không ngon giấc. Thời tiết nóng khiến trẻ bị khó chịu, khó ngủ giấc ngủ chập chờn, cuối khóc khiến cơ thể mệt mỏi, trẻ chán ăn với những bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh các nguyên nhân cơ bản trên, còn có một số nguyên nhân khác dễ trẻ khiến bị biếng ăn như trẻ bị ốm, thực đơn không đa dạng, tâm lý sợ ăn vì hay bị ép ăn. Cùng trẻ vượt qua trứng biếng ăn vào mùa hè, thời điểm trứng biếng ăn của trẻ lên tới đỉnh điểm, cũng là lúc các loại bệnh dịch mùa hè hoành hành. Chính vì vậy cha mẹ luôn phải là những nguồn ứng cứu kịp thời giúp trẻ phòng bệnh mùa hè, khỏe mạnh bốn mùa. Bổ sung nước cho trẻ, tùy vào từng độ tuổi, cha mẹ cần bổ sung nước cho trẻ mỗi ngày. Công thức tính lượng nước cần bổ sung cho trẻ 60 đến 80 ml nước trên số cân nặng của trẻ. Hạn chế các loại nước uống có đường, có ga, đá lạnh bổ sung kẽm và các vitamin để bù lại số lượng kẽm và vitamin thất thoát qua mồ hôi. Các dưỡng chất này có trong thức ăn từ động vật như thịt, cá, gan, trứng và các thức ăn từ thực vật như các loại đậu, đỗ, rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc. Vitamin có nhiều trong trái cây tươi, vì vậy cha mẹ có thể cho bé ăn thêm trái cây hoặc uống thêm các loại nước ép từ trái cây tươi đều rất tốt cho cơ thể. Bổ sung bào tử lợi khuẩn, cân bằng hệ vi sinh đường ruột, phòng bệnh rối loạn tiêu hóa, các bào tử lợi khuẩn còn có khả năng tổng hợp vitamin nhóm B để bé được ăn ngon miệng hơn. Khi các lợi khuẩn được bổ sung đầy đủ, hệ miễn dịch của bé được tăng cường, phòng ngừa và giảm thiểu được các bệnh ốm vặt trong mùa hè. Đa dạng thực đơn để tạo niềm vui ăn uống cho bé, cha mẹ có thể đổi các món ăn cho bé mỗi ngày, trang trí các món ăn thật bắt mắt, nhiều màu sắc cũng giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Một số nước uống giúp trẻ ăn ngon miệng Nước cà rốt: cà rốt 50g, vỏ quýt 10g, đường phèn 20g, cà rốt vỏ quýt cho vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi kỹ, chắt lấy nước, cho đường vào quấy tan, chia 2 lần uống trong ngày lúc đói, cần uống liền từ 5 đến 7 ngày. Nước táo tàu: táo tàu 5 quả, gừng một lát, vỏ quýt 10g, tất cả cho vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi kỹ, chắt lấy nước, chia 3 lần uống trong ngày lúc đói, cần uống liền 5 ngày quý vị và các bạn thân mến trong chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn đến với những dấu hiệu khi ngủ cảnh báo lá gan của bạn có vấn đề mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt